Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải sách và tập trắc nghiệm tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 3, Unit 3 at home, và hôm nay chúng ta giải test 1 trang 15 16. Rồi, bài đầu tiên của chúng ta là bài tìm từ khác loại. Tìm từ khác loại nhá. Chúng ta có awful, awful là gì? Awful là kinh khủng, cold là lạnh, cảm lạnh. Lovely là dễ thương, work là làm việc. Bây giờ các bạn sẽ phân biệt từ loại của nó. Awful là tính từ, cold cũng là tính từ luôn. Lovely là tính từ. Tính từ, cái chữ A này viết tắt là tính từ đó, attractive đó. Và work là động từ làm việc, chỉ hành động. Vậy thì đáp án của chúng ta là câu D. Câu số 2, uncle là chú bác, cậu chú bác. An là cô gì, cô gì. Father là bố, friend là bạn. Vậy thì con là cô friend thôi. Câu 3, sinh là cái bồn rửa. Stove là lò, là bếp, bếp lò. Tub là cái bồn tắm, tub là cái bồn tắm. Và shower là vòi hoa sen, vòi hoa sen. Vậy thì ở đây sink, tub và vòi hoa sen liên quan với nhau, trong khi cái lò bếp thì ở trong bếp, không liên quan đến phòng tắm. Vậy khoanh câu này. Câu số 4, picture là bức tranh. House là ngôi nhà, room là căn phòng và apartment là căn hộ. Vậy thì bức tranh nó không có trùng nhóm với ba cái kia. Câu số 5, teacher là giáo viên, farmer là nông dân, sister là chị gái, em gái, journalist là nhà báo, journalist. Cái này hơi khó đọc nhá, đọc là journalist, journalist. Nhà báo. Vậy thì chúng ta sẽ phân vào chị gái, em gái, sister. Rồi chúng ta xuống bài số 2 là mã này. Bài này là các bạn sẽ đụng tới phần gọi là câu cảm thán đó, câu cảm thán này. Bây giờ nhắc lại một chút, là câu cảm thán này diễn tả cái xúc cảm của mình, một cái điều ngạc nhiên. Bây giờ thật là một cô gái xinh đẹp, các bạn sẽ viết là what, cô gái xinh đẹp, các bạn nhớ để beautiful đằng trước, beautiful là đẹp và cô gái là danh từ đứng đằng sau. Và đây là cô gái là số ít, chúng ta sẽ ở đây what a beautiful girl và chấm than. Đó là câu cảm thán đó, với what đó. Thời tiết thật là tệ, các bạn lưu ý thời tiết đó. Thời tiết thật là đẹp đi, nice. Thời tiết là weather, weather là danh từ sẽ đứng sau từ nice nhá. Và thời tiết là danh từ không đếm được, chúng ta không sẽ ở ẩn ở đây. Tương tự cái thứ hai, thật là những cô gái xinh đẹp. Bây giờ là những cô gái nha, xinh đẹp để đằng trước nè, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà các cô gái thì sẽ thêm sờ vào. Và ở đây các bạn lưu ý, khi người ta có sờ như này thì dịch là những cô gái, là số nhiều rồi. Mà số nhiều chúng ta không có xài ở ẩn ở đây, cho nên chỉ là what beautiful girls thôi. Vậy thì chúng ta coi câu số 6, thật là cô gái đẹp. Cô gái này là chủ ngữ số ít này, danh từ đếm được mà chủ và danh từ số ít này. Vậy chúng ta sẽ ẩn ở đây. Ở đây chúng ta sẽ bởi vì từ nice bắt đầu bằng chữ n, nó không phải là apple, nó không phải là elephant, nó không phải là ink, nó không phải là umbrella. Đó, nó không bắt đầu bằng năm nguyên âm ẻo ấy, chúng ta sẽ thôi. Còn khi nào bắt đầu năm nguyên âm thì chúng ta sẽ ẩn. Rồi chúng ta khoa trang. Trang 16. Câu số 7 này, gia đình luôn luôn ngồi và xem tivi vào ở đâu? Ở bathroom là phòng tắm, kitchen là phòng bếp, living room là phòng khách, là bedroom phòng ngủ, chắc chắn là living room rồi. Câu số 8, cô ấy sống ở trang nông trại kế bên. Vậy thì nông trại các bạn nhớ xài on. Câu số 9, thời tiết thật là tệ, chúng ta đã nói rồi, thời tiết là danh từ không đếm được nên là câu cảm thán này chúng ta không sẽ ở ẩn ở đây. Bởi vì thời tiết là danh từ không đếm được, cho nên ở câu 9 này các bạn sẽ chọn câu D là rỗng, là không chọn gì cả, là không có cái gì hết. Câu số 10, come in, tức là hãy vào đây và ngồi xuống. Chúng ta sẽ có cái cụm từ ngồi, đó là have a seat, have a seat, câu C đó, chỗ ngồi đó. Rồi, danh từ đó, còn câu D, seat này là động từ. Sang bài số 3 La Mã, câu số 11 này. What does his sister do? Tức là chị gái của anh ấy làm nghề gì? Nó sẽ bằng với câu nào? Nó bằng với câu what is his sister job? Cái từ job là nghề nghiệp nè. Cho nên chúng ta phân câu A. Câu số 12, what about a drink? Thế còn đồ uống thì sao? Nó sẽ bằng với câu nào? Bạn có muốn uống gì không? Would you like something to drink? Bạn có muốn uống gì không? Nó bằng với câu này. Rồi câu số 13 thì chúng ta coi.
Quyển sách này, this book is more interesting than that book. Quyển sách này thú vị hơn quyển sách kia. Bây giờ, interesting á, là tính từ dài, cho nên ở đây so sánh hơn của nó sẽ là more interesting than. Vậy thì chúng ta sẽ viết ngược lại là quyển sách kia thì dở hơn quyển sách này, nhàm chán hơn quyển sách này. Chúng ta sẽ viết ngược lại ha. Đó là câu C, boring trái nghĩa với interesting. Vậy ở câu C là quyển sách kia thì nhàm chán hơn quyển sách này, that book is more boring than this book. Khoan câu C. Câu số 14, no building in the town is older than this church. Nghĩa là gì? Không có tòa nhà nào trong thị trấn này mà già cũ, già cỗi hơn cái nhà thờ đó. Vậy thì đây là nhà thờ già cỗi, đây là cái tòa nhà thờ này là cái tòa nhà mà già nhất, lâu đời nhất ở thị trấn. Vậy thì chúng ta coi this church is the oldest building in the town. This church is older than any other building in the town. This church is the older building in the town. Câu C là sai bởi vì nó không ra một cái cấu trúc ngữ pháp gì cả. Câu A đúng, câu B đúng. Vậy chúng ta khoan vào câu D. Chúng ta qua câu số 15. There is a sink, a tub and a shower in the bathroom. Có nghĩa là gì? Có một cái bồn, một cái chậu, một cái bồn tắm và một cái vòi hoa sen trong phòng tắm. Vậy thì chúng ta sẽ ghi ngược lại, đó là có phòng tắm thì có một cái chậu, một cái bồn và một cái vòi hoa sen. Đó là câu A hoặc câu B. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây là have, ở đây là has. Tại sao? Tại vì chúng ta phải chú ý vào chủ ngữ. Phòng tắm của chúng ta là một phòng là số ít. Chúng ta phải xài cái gì? Chúng ta phải xài has, chứ không thể xài have được. Cho nên đáp án sẽ là câu B. Rồi chúng ta xuống bài số 4 La Mã. Chúng ta xuống bài 4 La Mã là điền vào chỗ trống này. Rồi câu Tim và Sharon đang nói chuyện với nhau. Tim, ai đang, ai đó, who is it, ai đấy, who is it, it's me, tôi đây, Sharon đây. Rồi, xin chào, come gì, come in, mời vào, thật là một căn hộ đẹp, ở đây là câu cảm thán, nó thiếu từ what, chúng ta khoan vào từ what, thank you, cảm ơn, that's a gì, coach, cái ghế thật là gì, cái ghế, ở đây đang nói tới cái ghế thì phải là beautiful thôi, bởi vì chúng ta chỉ có thể xài cái từ gì ở đây, câu này beautiful, delicious, great, bigger, chúng ta phải xài một tính từ, không có xài tính từ so sánh hơn như thế này, cho nên câu này sẽ là bigger là sai. Ẩm ướt, ghế mà ẩm ướt bỏ luôn, delicious, ghế mà ngon là sai luôn, chúng ta chỉ có thể xài beautiful thôi. Rồi tiếp theo, and what a great lamp, và thật là một cái đèn đẹp đó. Thanks, this is my gì, câu 20 chúng ta sẽ xài từ gì, câu A boring, liking, most favorite, chắc chắn là favorite là yêu thích rồi, đây là căn phòng yêu thích nhất của mình đó. Câu 20 này favorite. Rồi câu 19 là gì, beautiful. À, Su lấy cái bài hôm qua ta đọc đi, hôm qua mẹ giao về nhà đó. Lấy ra, tự mà đọc đi. Trời, hôm qua mẹ giao gì cho con biết sang. Ngồi nó nữa. Rồi, qua bài số 5. It's a modern kitchen, nice and clean, with a lot of things. There is a washing machine, a refrigerator, and an electric stove, but there isn't a dishwasher. There are some lovely pictures on the walls, but there aren't any photographs. There is a radio near the stove. There are some flowers, but there aren't any plants. On the table, there are some apples and oranges. Ah, and there are some glasses and plates next to the sink. Rồi chúng ta sẽ dịch cái bài này như sau. Nó là một cái phòng bếp rất là hiện đại, modern, có nghĩa là hiện đại nha, modern, hiện đại này. Rồi gì nữa, đẹp và sạch sẽ, clean là sạch sẽ, với rất nhiều thứ. Có một cái washing machine là máy rửa chén, refrigerator là tủ lạnh, và một cái bếp điện, nhưng mà không có máy
Dishwasher là máy rửa chén. Còn bên trên washing machine là máy giặt nha. There are some lovely picture. Có một vài bức tranh rất là dễ thương ở trên tường. But there aren't any photograph, nhưng không có tấm ảnh nào cả. There is a radio. Có một cái đài gần cái bếp. Có một vài bông hoa, nhưng mà ở đó không có cây nào cả, cây cảnh nào hết. Trên bàn thì có một vài quả táo, một vài quả ca. À, ở đó còn có một vài cái đĩa, cái ly và cái đĩa bên cạnh cái bồn rửa nữa. Bây giờ câu 21. The kitchen is modern, nice and clean. Bếp thì nó hiện đại, đẹp và sạch sẽ. Nó nằm ngay câu đầu tiên. Modern, nice, clean đây. Vậy thì câu này là true, là câu này là đúng. Câu số 22. It has a washing machine, a refrigerator and a dishwasher. Nó có một cái máy giặt, một cái tủ lạnh và một cái máy rửa chén. Chúng ta coi, nó có một máy giặt, một tủ lạnh, một bếp điện, nhưng không có máy rửa chén. Vậy thì câu này sai, không có máy rửa chén. Câu 23 này. There isn't any stove in the kitchen. Không có cái bếp nào trong không có cái bếp bếp nào trong trong nhà bếp hết. Câu này sai bởi vì nó có bếp điện, có lò điện. Câu 24. There are some fruits on the table. Có một vài trái cây. Fruit là trái cây nhá. Trên bàn, và đúng rồi, ở đây chúng ta có táo, có cam. Câu 25. Có một vài cái tô bên cạnh cái chậu. Đây không có nói là tô mà chỉ nói ly và đĩa. Vậy thì ở đây sẽ là no information, không có thông tin. No information là không có thông tin.